Chào các bạn, mình đang đứng trước cửa hàng Bow Store 144 Võ Thị Sáu. Rồi mời các bạn vào tham quan cửa hàng Bow Store 144 Võ Thị Sáu. Và hôm nay mình làm liên tiếp hai cái video khui những cái sản phẩm mới nhất trong năm 2019 các bạn. Đầu tiên là mình sẽ khui hai cái mắt kính mới nhất rất là hot ha, cộng với những cái trồng của nó luôn cho các bạn tham khảo ha. Đây là những cái trồng của nó. Sản phẩm này chính thức bán ra Việt Nam vào ngày 5 tháng 11. Thì như các bạn biết, mình đang đeo cái kính này là kính lão hoặc là kính cận, tức là cái trồng mình đã thay rồi. Và đây là cái kính năm ngoái các bạn. Đây, bow frame. Các bạn thấy ở đây có trưng bày ha, bow frame. Thì hiện tại là đang bán một cái mẫu gọi là nó hơi vuông vuông như đây, thì dành cho các bạn nam, và một cái loại nó hơi tròn tròn như đây thì dành cho các bạn nữ. Thì bây giờ Bow họ ra hai cái sản phẩm mới để thay thế các bạn. Một cái là tên là Soprano Style One Size, tức là cái mẫu này ở thế giới họ ra một kích thước duy nhất thôi, không phải dành cho Mỹ hoặc là châu Á nữa. Đó thì One Size luôn. Rồi, đây là cái hộp mà khi các bạn mua sản phẩm mới ha. Cái sản phẩm này mình khui ra xong mình trưng bày ở các cửa hàng Bow Store luôn. Sau khi cái video này lên thì các bạn có thể ghé cửa hàng Bow Store Võ Thị Sáu hoặc là Sài Gòn Center để các bạn đeo thử và tham khảo cũng như nghe nhạc ha. Rồi, đây là cái hình dáng. Đây, cái dài này dành cho nữ rất là đẹp. One Size. Tên nó là Soprano. Đó, cái hộp xung quanh này các bạn, nó cho mình tải những cái app về ha, từ iPhone hoặc là Android. Rồi tiếp theo đây là một cái hộp dành cho nam, và đặc biệt là dành cho những người nào yêu thích thể thao các bạn. Theo cái sản phẩm này có một cái phiếu bảo hành. Cái mẫu này nó có tên là Tempo. Đó, frame Tempo. Cái này nó ghi là Global Fit, tức là cái fit toàn cầu luôn, tức là nó vừa vặn cho toàn cầu, nó cũng làm một kích thước thôi, nó không có làm nhiều kích thước. Năm ngoái thì tùy cái sản phẩm mà nó làm cho tụi châu Âu riêng, rồi châu Á riêng, do lông mũi châu Âu thì họ mũi cao, còn châu Á mình này mũi tẹt cho nên họ làm riêng. Năm nay họ làm hai cái mẫu này là one size, còn một mẫu nữa sẽ về sau. Rồi để mình khui hai cái mẫu này cho các bạn xem nha, thử coi nó đẹp như thế nào. Rồi bây giờ mình khui trước cái Tempo các bạn. Cái này là một cái kính thể thao thiết kế rất đẹp và rất gồ ghề luôn ha. Khui siêu là nó nằm ở đây các bạn. Nó có một cái đường chỉ ở đây nè. Đó, mình xé ở đây, không cần phải dùng dao. Đó, nó bọc một cái lớp giấy chung quanh cái hộp ha. Đó, ở trên cái đầu hộp thì nó có chỗ để mình treo khi mà bán hàng, nó móc vô đây nè. Rồi cái hộp bung hộp. Wow, cái hộp các bạn, đây là cái tài liệu hướng dẫn, gồm có cái gì. Một cái khăn, cái này khăn lau có logo Bow luôn ha, rất là đẹp. Một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng nhanh. Rồi tài liệu đó. Rồi cái hộp khác với cái hộp năm vừa rồi các bạn, hộp rất đẹp, hộp cứng, hình cong cong ha, đây, quá đẹp luôn, wow, hết sảy luôn các bạn, gọng kính thể thao, trồng này mình thay được luôn các bạn ha, trồng mình thay được luôn. Rồi, trong hộp còn có gì, đây. Năm ngoái là nó không có làm mấy cái ben mũi này cho mình thay ha, cho nên là họ làm nè, năm ngoái họ làm bằng cái miếng nhựa luôn, cứng luôn các bạn, cho nên là mình người châu Á mình phải dùng cái size nhỏ, còn bên Mỹ nó bán cái size lớn. Thì năm nay họ làm cái này để mình thay được, cho nên là họ làm một cái kích thước thôi, rồi họ cho cái này tùy mũi cao mũi thấp mũi tẹt gì đó thì mình thay vô đây. Đó là phụ kiện. Rồi còn cái gì nữa, ở bên trong cái hộp này nó có một cái khe dây thun để mình để cái sạc. Wow, năm nay là dùng sạc USB-C luôn nha các bạn,
A2C, rồi theo tiêu chuẩn toàn cầu luôn, rất là tiện, không phải dùng cái jack. Đây năm ngoái nè các bạn, đây năm ngoái nè, đó năm ngoái là họ dùng cái jack này, mà các bạn lỡ mà mất cái cáp này cũng mệt luôn á, rất là khổ sở, nó hít vô cái gọng như vậy, đó là cái cũ ha, cái mình đang đeo. Thì bây giờ là bắt đầu chuyển qua tai C, rồi đó là phụ kiện. Rồi để coi cái kính, à cái gọng có vẻ to hơn năm ngoái các bạn, logo Bose ở đây. Và năm nay họ cảm ứng được luôn các bạn, tăng giảm volume bằng cách là vuốt cái gọng này chứ không có bấm nút xoay giống như năm ngoái nữa. Cái chỗ sạc Type-C nằm ở đây, đó các bạn sạc dùng Type-C ha. Cộng cáp Type-C và củ sạc thì ai cũng có rồi, hay mình nghĩ là bạn nào ở nhà cũng có, cho nên là rất là dễ dàng, đi đâu mình cũng có sạc ha. Rồi ở đây có một cái nút bấm, mình bấm vô mình trả lời cuộc gọi, đó nó đỏ đèn, khi mà mở ra cái là nó sẽ, đây cái loa nè, nó sẽ đọc cái thông báo, loa ở đây. À, cái phần gọng này nó dày hơn ha, nó dày hơn cái bản năm ngoái. Đây những cái thông tin Bose Corporation nè, USA. Ở bên này thì chỉ có phần loa thôi, không có nút bấm cũng không có cái ngõ sạc ha. Đó rồi cái chỗ nâng mũi này nè là nó làm bằng đó cái miếng nhựa cao su các bạn ha, mình có thể mình thay dễ dàng ha, đó gắn vào thay, tùy các bạn mũi cao mũi thấp mình thay, kính cũng có thể tháo ra thay được. Rồi để mình đeo vô thử nha, này nhìn thể thao quá trời luôn à, kính này nó thư sinh hơn cái này thể thao, giống như là dân chơi thứ thiệt luôn đó. Mũi mình chắc cũng hơi tẹt đó không, nó hơi lỏng nè, đó nhìn giống Chamberlain không? À, đúng giống người đi xe đạp đó các bạn. Các bạn vừa đi xe đạp vừa nghe nhạc. Đó thì các bạn nên mua cái trồng nữa, thay vô nó mới đẹp. Rồi để mình thay thử cái bên mũi này ha. Cái này mình hơi thấp cho nên nó chưa có sát với lỗ mũi. Để mình thay thử cái nào cao nhất ta. Cái này phải không Phước? Cái này mặc định nó là tên là 2L, cái này là 1L, cái này là 3L. Là cao nhất đó hả? 3L là cao nhất đó không? L là cái gì ta? Left right anh. Một là cao nhất. Size 3 là nhỏ nhất em ơi. Này thấy cục nó bự nè. Chắc lấy cái thử cái này coi. Đó, thử cái này coi nha. Úi da. Rồi, để thử cái size này coi nó có vừa cái mũi của mình không? Cách thay thì các bạn đơn giản ha, nó cho mình 3 bộ, rồi mình móc nó ra thôi, nó cao su mà. Đó, móc nó ra, rồi nó có trái phải, ở trong này nó cũng ghi trái phải nè, này là 1R nè, R là bên phải là bên này, vậy là trái là cái cục này, đó, gắn vô đây, đó, đó, xong, đúng rồi, này cao nè ha, đó, cao hơn nè. Mũi tẹt là dùng size số 1 nha các bạn. Mũi tẹt như mình là dùng size số 1. Đó, đó, wow, cao lên nha. Hy vọng vừa. Đúng chính xác. Vô là vừa mũi luôn. Đó, có 3 size các bạn ha. Bạn nào mũi cao. Đó, nhìn thấy sao cơ? Ngầu không? Rồi, đó. Nhìn ngầu không? Bây giờ mình đeo lại thử cái kính bình thường nha, cái kính năm ngoái cho các bạn thử so sánh coi là hai cái kính này, một cái kính này nó hiền lành, nó thư sinh hơn, mình chưa nói về âm thanh đó, đúng không? Nhìn nó hiền lành hơn, nhẹ nhàng hơn, các bạn có thể thay trồng đồ này kia để làm kính cận hoặc là kính lão được đó. Còn cái này là mình nghĩ không có làm kính lão được, không có làm kính cận được, mà chỉ là kính thể thao thôi. Đó. Rồi từ từ nói chuyện âm nhạc sau. Bây giờ mình thử thay cái đã, thay cái trồng cái đã. Rồi đây. Đây các bạn, ngoài cái việc mua cái kính ha, giá cả sản phẩm thì mình sẽ để đường link để các bạn tham khảo. Ngoài việc mua cái kính thì Bose cũng có bán hai cái màu trồng dành cho cái kính Tempo ha. Đây là một cái màu xanh các bạn đi biển dùng cái màu xanh này, và cái
cái màu hơi đỏ đỏ giống như mặt trời lặn á ở bên dưới. Rồi khui ra cho các bạn coi thử coi nó như thế nào. Đây cái trồng kính thì cái hộp nhìn các bạn nhìn thấy cũng rất là đẹp, rất là chỉnh chu ha. Hàng chính hãng, có đầy đủ hết tem phụ này kia. Cái chỗ mình xé siêu cũng như đây. Giá của cái trồng này hơn 1 triệu đồng. Mình có để link để các bạn khi nào cần mua các bạn click. Đó. Đây, mở siêu. Rồi nhắc lại cái trồng này bán rời nha các bạn. Đây cái hộp trồng gọi là Land Bow Land. Trong này nó có một cái tờ giấy, nó hướng dẫn mình cách tháo nè, tháo trồng nè. Đó, bước thứ nhất, bước thứ hai, bước dành cho từng cái loại kính luôn. Tempo là cái mình đang dùng nè, Tempo nè. Còn cái trên là cái Soprano, một cái Tenor nữa, Tenor này thì chưa về, sẽ về đợt sau. Đó, mình dùng cái kính này thì cái thứ nhất là mình cầm cái trồng kính chỗ này mình đẩy xuống đó, xong rồi mình gắn vô 1, 2 bước. Rồi để làm thử coi. À, đẩy dưới lên đó, một cái trồng màu xanh. Đây giờ mình gắn bên vô trước đi, gắn bên vô trước, tháo bằng cách là giật cái này ra đúng không. Thử rồi nha các bạn, lần đầu tiên luôn á, lần đầu tiên mới khui. Rồi các bạn, cái cách mà mình tháo cái trồng á để mình thay thì cũng khá đơn giản ha, nhưng mà nó hơi nhát tay chút xíu do lần đầu tiên mình hơi rung. Đầu tiên là các bạn bẻ cái trồng này nè cho nó ngước lên đó, đó bẻ thôi, nó không có gãy ha. Các bạn bẻ thì ngước lên là rút ra thôi. Thì cái trồng kính này nè, nó có hai cái chốt ha. Một cái là bên này nó gài vô cái ngàm bên này đó, các bạn gài ở này vô trước nè. Đó, gài vô đây trước, xong bắt đầu nhét này vô, nó vô cái khớp trong này là xong. Đây giờ mình thay cái trồng màu xanh vô nè, bỏ vô đây, bỏ vô đây, xong bắt đầu các bạn bẻ này lên, bẻ cái nhựa lên đó, gài vô cái là xong. Chưa vô đó, xong rồi. Giờ trước mắt là đeo hai màu, các bạn thử cái màu nào đẹp nha. Một cái màu zin, màu zin mới khui hợp là bên này, xanh bên này nó hơi tiếu lâm đúng không. Rồi để tháo ra hết. Đó, bắt đầu tiếp cái số 2. Số 2 nè. Đây là mình tháo cái bên trái rồi. Bây giờ bắt đầu cái bên phải. Cái bên phải thì chắc cũng giống vậy thôi, đúng không? Mình bẻ cái này lên. Đó. Dễ lắm, bẻ lên cái nó bung ra thôi. Rồi, đây là cái trồng số 2. Thì khi các bạn thấy cầm cái này, các bạn thấy cái bên này nó nhọn nè, là các bạn nhét vào trước. Đó, nhét vào trước nè, thấy không? Nó vô khớp, còn cái này các bạn đẩy theo cái rãnh nè. Đó, đẩy theo cái rãnh. Bung lên, đẩy mạnh vô. Đó, xong. Wow, màu xanh. Lên tour, đi chơi. Cái này là đi xe đạp hoặc là đi mô tô. Đúng bài luôn, ha. Đó, được không Phước? Được, Phước giơ ngón tay lên để coi thử coi. À, tới đây, tới. Đó, wow. Hấp dẫn ha, nhưng mà nhìn cái gọng nó hơi to đúng không? Cơ và lấy giùm anh nón bảo hiểm thử coi. Đó, các bạn nhìn thấy ngon không? Rất thể thao luôn, khác hoàn toàn so với kính năm ngoái các bạn ha. Đây kính năm ngoái, đeo lại để các bạn dễ so sánh nè. Rồi, đó, hiền lành hơn phải không? Nó style, nó thời trang không? Thời trang đơn giản, thể này thể thao rõ luôn. Đúng như những vận động viên ha, rất là đúng như vận động viên. Rồi cho anh mượn cái nón bảo hiểm đội vô thử nha. Rồi đây vừa đội nón bảo hiểm các bạn, coi đi xe mô tô như thế nào. Mặc dù cái gọng lớn nhưng mà nó không cấn, tại vì nó nằm ở khúc ở ngoài này, cái gọng nó không có nhét vô trong. Các bạn đội nón 3/4 thì ok, ổn luôn. Cái này mà đi mô tô nghe nhạc là hơi ngon á, nhưng mà khi mình đội vô á thì cái mũi mình nó không có sát xuống, cái chỗ chống mũi nó hơi hở chút xíu nè, cho nên là nhưng mà vẫn chấp nhận được. Cho giờ mình đẩy sát vô nữa là không được, nó bị cấn cái mút của nón bảo hiểm.
đó, nhưng mà như vậy cũng ok đó. Đây hả, nhìn hoành tráng không? Rồi để thử nhạc các bạn nghe thử nha, mà các bạn đâu nghe được để mình nghe, mình nghe mình nói lại cảm giác như thế nào. Rồi để sẵn mình khui cái màu đỏ luôn cho các bạn tham khảo luôn ha. Đây cái trồng màu đỏ rất là đẹp. Phước phè phởn kia đang thích cái trồng màu đỏ này nè. À, các bạn mà mua về mà ưng ý á, các bạn mua luôn hai cái trồng ha. Tổng cộng là hai màu với một cái màu theo máy gốc nữa, là tổng cộng mình có ba màu ha. Đó. Đây cái trồng. Rồi giờ tháo ra, biết cách tháo rồi giờ dễ dàng các bạn ha. Mình bật cái này lên cái đó là bung ra thôi, rất dễ rất nhanh. Rồi gắn vô, gắn vô thì mình gắn cái nhọn vô trước, cái nhọn nè gắn vô đây trước đó, xong bắt đầu mình đi theo cái khớp này vô đó, xong rất nhanh. Wow, màu đẹp quá. Rồi đeo hai màu cho các bạn coi thử trước để các bạn so màu nào đẹp. Sao Phước thích màu nào? Thích màu đỏ ha. Cơ, Cơ là nhân viên bán hàng của Bo Store, các bạn ghé đây Cơ sẽ tư vấn để các bạn lựa chọn. Rồi tháo nguyên cặp màu đỏ ra, tháo nguyên cặp thay màu đỏ cho các bạn xem. Các bạn mà chạy bộ ha, sáng sớm là chạy bộ nè, hoặc là chạy xe đạp, nhóm đạp chụp của anh A Phạm ha. Đó, ghé đây mà quất cái này là chạy đi xe đạp là hết bài luôn ha, vừa đạp vừa nghe nhạc, đẹp không? Rồi tới soi gương thử coi màu đỏ, quá rực rỡ luôn, quá đẹp. Hai bên này mình chưa quen lắm đúng không, nhìn nó hơi gồ ghề á, tại vì trong này bo mạch các bạn ha, bo mạch loa, nghe nói là nghe nhạc hay hơn, tích hợp loa lớn hơn và sạc USB Type C nữa, cho nên họ làm cái gọng này nó to hơn ở trong này. Rồi để mình kết nối với điện thoại mình nghe thử nha, nghe nhạc thử coi như thế nào. Rồi các bạn, mình đang nghe thử một bài hát ha, Nơi Tình Yêu Bắt Đầu của Thúy Nga, Bằng Kiều và Lam Anh. Các bạn thấy cái giao diện của Apple Music trên cái Galaxy Fold 2 đẹp ha. Đây, đang phát qua cái mắt kính. Âm thanh cải thiện các bạn, lớn hơn, ấm hơn. Quá đã các bạn. Một cái kính thể thao, cái mắt kính này chống tia UV cực kỳ đỉnh luôn. Và cái quan trọng nhất là nghe nhạc. Đây là cái để mình thử cái chức năng. Đây các bạn ha. Đây cảm ứng nè. Giảm volume nè các bạn thấy không? Đó, giảm volume nè, trên này nhảy nè. Đó. Đó, tăng nè. Đó. Các bạn vuốt ở trên cái thanh này ha. Cái phần mình vuốt là trên cái phần mà nó cái thanh nó gồ gồ lên đây, ngay có cái chữ logo bow nè, chứ không có vuốt cái khúc dưới này nó không có cảm biến ha. Cái đoạn này nè. Đó. Đó, đoạn này. Thì các bạn dễ lắm, các bạn rờ cái tay vô thì nó có cái sóng ở đây nè, cái gờ gờ ở đây, thì các bạn vuốt cái phần trên này, đụng vô cái logo thì nó sẽ nhám nhám cái tay mình là biết cái chỗ đó, cái logo là cái chỗ, cái khu này, cái điểm cảm ứng để mình tăng giảm ha. Đó, các bạn thấy cái nghe loa không? Để gần cái camera có thể nghe được đó. À đó, nghe khá lớn ha. Khi các bạn đeo vào thì nó đánh ở ngay trung tâm lỗ tai mình luôn, đánh ngay cái khu vực này thì mình nghe rất là rõ, nhưng mà người đứng kế bên không có nghe gì hết. Còn khi có cuộc gọi tới thì các bạn chỉ bấm đây thôi, có cuộc gọi tới các bạn bấm cái trả lời cuộc gọi, bấm hai cái là từ chối cuộc gọi ha. Đó. Còn chuyển bài bấm một cái là nó dừng. Đó, vì mình đang nghe nhạc bấm một cái dừng, bấm một cái nữa thì nó play.
Đó, bấm hai cái nè, nhấp hai cái này nhảy qua bài khác. Đó, nhảy qua bài cánh hồng phai, rất là tiện ha. Cái nút cứng là bấm một cái trả lời cuộc gọi, bấm hai cái từ chối cuộc gọi, bấm một cái chơi nhạc, bấm cái dừng nhạc, bấm hai cái là nhảy bài, rồi bấm ba cái là đi ngược về bài hát trước. Đó, bấm ba cái là ngược về bài hát trước. Đó, bấm hai cái là nhảy bài. Còn tăng giảm volume là các bạn vuốt ở đây là xong ha. Ở một phía bên phải thôi các bạn ha. Ở bên trái này không có cảm biến các bạn ha, không có. Nó tập trung ở bên phải này. Khi các bạn gõ hai cái nó lên trợ lý ảo nha các bạn. Các bạn gõ vô hai cái ngay cái chỗ logo nè. Nó sẽ gọi trợ lý ảo. Ở đây là Samsung cho nên nó gọi là Bixby. Đó. Còn các bạn dùng iPhone đó, các bạn gõ hai cái thì Siri nó sẽ kích hoạt. Còn vuốt qua vuốt lại thì tăng giảm. Đó. Rồi, chất lượng âm thanh khá ổn các bạn. Khá ngon lành luôn. Rồi, tuyệt vời cho một cái mắt kính thể thao. Quá đã luôn. Các bạn đeo cái này, một là đi xe đạp, hai là đi mô tô hoặc là đi xe máy ở những cái đô thị như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội thì phải nói là quá tuyệt vời. Thay vì các bạn mua một cái kính mát bình thường Ray-Ban hoặc là những cái kính tương tự như vậy thì nếu mà hàng hiệu thì nó cũng là 4 triệu, 5 triệu, ít nhất là phải 3 triệu ha, mới gọi là hàng chính hãng. Thì các bạn bỏ thêm một ít tiền nữa các bạn mua cái kính Bose này. Đó. Thì các bạn vừa là một cái tai nghe Bluetooth, loa nghe nhạc và vừa là kính thể thao luôn, chống nắng luôn. Nghe rất hay luôn. Rồi cái hộp của cái trồng kính này nè các bạn. Đây, cái 99% cái chống tia UV luôn. Tức là các bạn dùng cái kính này để đi nắng rất là tuyệt vời ha. Các bạn có thể mua hai cái màu, màu xanh và cái màu đỏ mình đang đeo đây. Màu xanh đây. Đó, và các bạn có thể dùng cái trồng zin theo máy, nó màu xám tro. Thì tổng cộng là mình có 3 màu ha. Hiện tại mình có 3 màu. Nghe nhạc hay lắm, cho Phước nghe thử nè Phước. Cho Phước phè phởn nghe thử. Để coi cái đánh giá như thế nào. Nghe 5 phút đi, cho cảm nhận. Đó, các bạn có thời gian, có đi ngang cửa hàng 144.6 Bow Store thì các bạn ghé vào đây ha. Sau khi khui xong cái các sản phẩm mới này thì mình sẽ trưng bày nó ở cái tủ này. Cái tủ mới, cái tủ chuyên mắt kính, ở đây có cái gương để các bạn soi gương. Thì ngoài mắt kính thì trồng kính thì ở đây còn có rất nhiều đồ âm thanh chính hãng của Bow. Còn ở bên cửa hàng Mai Nguyên thì rất rất nhiều những cái sản phẩm và những cái thương hiệu khác ha. Tha hồ các bạn trải nghiệm. Rồi thấy sao? Phê à, hay ha. Đeo vô là rất là khó để mà nghe được những cái âm thanh bên ngoài, người ta nói chuyện mình không nghe được. Là thấy hay là cái việc mà hãng mà họ tích hợp tất cả những cái tính năng bên một bên á, nó làm cho người dùng không bị rối. Không rối. Đó, không có rối, dễ thao tác. Nhưng mà ngon tuyệt vời. Tuyệt vời ha. Nên đeo lại thử cái coi. Đó. Nhưng mà nhìn thời trang đúng không? Rất thời trang ha. Nhìn ra chất thể thao liền. Các bạn thấy đẹp không? Phước nói, ý Phước nói là hãng tích hợp tất cả những cái chức năng cảm ứng cũng như là cái nút dừng nhạc nè, bấm cái dừng nhạc, trả lời cuộc gọi, cảm biến và kêu gọi cái trợ lý ảo, tất cả nằm trên một cái bên tay phải, giúp các bạn không bị rối. Các bạn cứ nghĩ rằng là bên trái nó không có chức năng gì hết, tất cả dồn bên tay phải. Khi các bạn vuốt gọi trợ lý ảo và bấm nhảy bài, trả lời cuộc gọi nằm bên đây hết, rất là tiện ha. Đó, một cái kính Bose, thương hiệu âm thanh nổi tiếng đến từ Mỹ. Rồi, mời các bạn ghé ngay cái cửa hàng Bose Store để trải nghiệm, đeo thử và ngắm nghía coi là nó hợp với mình hay không. Nếu mà hợp và các bạn yêu thích thì mình nghĩ cái số tiền bỏ ra để mua một cái mắt kính công nghệ
như vậy là không quá lớn và nó quá xứng đáng ha. Giá nó cũng như tương tự hoặc là cao hơn chút xíu so với những cái kính như Ray-Ban hoặc là những cái thương hiệu nó vừa tầm, thương hiệu Mỹ mà nó vừa tầm. Rồi cái kết thúc cái video khui cái kính này, rồi mình sẽ làm tiếp một cái video khui cái kính dành cho nữ, mời các bạn tiếp tục theo dõi nha.